Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin về khí hậu và thời tiết. Thưa quý vị, những ngày này ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi được coi là vùng đất bằng phẳng màu mỡ nhất cả nước, thì bà con đang tiếp tục phải bất an khi mà sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển đang ngày càng dồn dập và cuốn theo nhà cửa, đe dọa tới tính mạng của con người. Anh Thanh Tùng sẽ thông tin cụ thể tới quý vị về tình hình sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể thì hiện nay sạt lở đang diễn biến thế nào anh? Đúng là trong thời gian vừa qua anh Quốc Anh thì liên tiếp các cái vụ sạt lở bờ sông thì cũng đã diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và thưa quý vị, gần đây nhất thì Trà Vinh và Vĩnh Long cũng đã vừa phải công bố tình huống sạt lở bờ sông khẩn cấp. Cuối tháng 7, tỉnh Trà Vinh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ven sông Hậu thuộc hai xã Ninh Thới và Hòa Tân, huyện Cầu Kè. 15 điểm sạt lở với tổng chiều dài gần 1 km, có những đoạn sạt lở lấn sát vào chân đường, ảnh hưởng tới nhà dân, trường học. Ngày 30 tháng 7, tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp sạt lở trên tuyến kênh La Gì qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn với chiều dài khoảng 200 m, ảnh hưởng trực tiếp tới 15 nhà dân. Trước đó, trong tháng 6, tỉnh này cũng công bố tình huống sạt lở khẩn cấp 80 m bờ sông Trà Ôn thuộc xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn và gần 270 m bờ sông Măng Thít, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Ngày 25 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền nghiêm trọng với chiều dài 50 m, sâu 60 m, nhấn chìm hơn 3.000 m vuông đất tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Tại Cà Mau, đầu tháng 7, ven sông thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển bị sạt lở khiến 4 căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông, 5 căn nhà phải di rời khẩn cấp trong đêm. Tính từ đầu năm, Cà Mau ghi nhận hơn 20 vụ sạt lở, làm đổ sụp và hư hỏng hàng trăm căn nhà, hàng nghìn hecta đất sản xuất, gần 30 km đường giao thông. Tại thành phố Cần Thơ, tính đến hết tháng 7 năm nay đã xảy ra 24 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 830 m, tập trung tại các quận huyện như Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ, Cái Răng. Theo nhận định của các chuyên gia thì tốc độ sạt lở và sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra đến mức đáng báo động. Nếu như trước năm 2005, mỗi năm vùng đồng bằng châu thổ sẽ được bồi đắp 100 hectare đất, thì khoảng 15 năm trở lại đây thì mỗi năm khu vực này lại bị mất tới hơn 350 hectare đất. Theo kết quả thống kê gần đây của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thì toàn vùng đang có 743 điểm sạt lở, bao gồm bờ sông là 686 điểm, dài 203 km. Sạt lở bờ sông ở đồng bằng sông Cửu Long thì có nhiều nguyên nhân, đặc biệt đó là việc khai thác cát dẫn đến hạ thấp đáy sông và làm cho dòng sông bị thay đổi dòng chảy. Trong khi lượng cát bị lấy đi lớn, thế nhưng lượng phù sa và bùn cát từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm thì càng khiến cho tình trạng sụt lún và sạt lở xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo đó, trước đây, lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 150 đến 160 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên là qua các nghiên cứu thì cho thấy là lượng phù sa hiện tại chỉ còn khoảng là 25 cho đến 35% so với trước đây. Và trong tương lai thì còn có thể tiếp tục giảm xuống ở mức là dưới 10% khi mà các đập thủy điện trên các dòng chính và dòng nhánh được xây dựng. Bên cạnh đó thì vấn đề phát triển hạ tầng ven sông, khai thác nước ngầm, phương tiện giao thông thủy di chuyển thì cũng là các yếu tố khiến cho tình trạng sạt lở bờ sông thêm trầm trọng. Tình trạng sụt lún đất ở trên toàn đồng bằng sông Cửu Long diễn ra và kéo dài. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì tốc độ lún này thì lớn hơn nhiều lần so với mực nước biển dâng. Hầu hết ở các vùng đồng bằng thì đều bị lún là từ 0,5 cho đến 3cm mỗi năm. Các vùng ven biển phổ biến là từ 1,5 đến 2,5 cm mỗi năm và nhiều nơi thì lớn hơn 2,5 cm mỗi năm. Vâng, có thể nói là sạt lở khiến cho mất nhà, mất cửa, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân là cái câu chuyện mà cũng đã diễn ra nhiều năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long rồi. Vâng. Nhưng mà tôi thấy như chiều hướng đang nghiêm trọng hơn phải không anh? Vâng, và đúng như vậy. Và trước cái tình trạng sụt lún diễn ra ngày càng nghiêm trọng như thế này thì các địa phương cũng đã chủ động có những biện pháp huy động mọi nguồn lực để khắc phục tình hình, ổn định đời sống và đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Phóng sự vừa được thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu. Khu vực sạt lở phía sau trường mầm non Sơn K2 ở phường 1 thị xã Gia Rai với chiều dài gần 80 m. Hiện địa phương đã cho gia cố tạm. May mắn là vị trí sạt lở chưa gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng của trường. Chúng tôi đã kết hợp gia cố và gần đây nhất là thị ủy cũng đã có cho cái chủ trương là giao ban quản lý dự án sắp tới sẽ hoàn tất các hồ sơ chuẩn bị để đầu tư là kè cái đoạn này khoảng 100 m. Từ đầu năm đến nay, tình hình sạt lở ở thị xã Gia Rai diễn biến phức tạp, làm khoảng 20 căn nhà bị sập một phần xuống sông. Ngoài ra, có khoảng 40 căn nhà khác cũng bị rạn nứt. Trong khi đó, tại huyện Hồng Dân, tình trạng sụt lún, sạt lở cũng xảy ra nghiêm trọng. Toàn huyện đã phát sinh 20 điểm sụt lún với tổng chiều dài hơn 1.000 m, 3 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
chúng tôi cũng đã đi cho đi khảo sát rồi kiểm tra ở các cái khu dân cư, nếu phát hiện mà có dấu hiệu bị sụp lún thì sẽ cảnh báo cho bà con không nên là ở ngay vị trí đó mà phải di dời nơi khác đảm bảo an toàn. Tại thành phố Bạc Liêu, tình trạng sạt lở cũng xảy ra hết sức nghiêm trọng. Chỉ trong vài ngày, sạt lở đã làm hàng chục căn nhà ở khóm 6, phường 5 bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương huy động mọi nguồn lực cho phòng chống sạt lở và có phương án hỗ trợ kịp thời đảm bảo cuộc sống người dân. Nếu tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra, diễn biến phức tạp mà ít không báo cáo, không xác định rõ, không đưa vào danh mục để mà xử lý, thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, xã, thành phố phải chịu trách nhiệm vấn đề này. Chứ bây giờ tôi đề nghị các địa phương luôn, tình hình sạt lở xảy ra địa phương mình thì dứt bắt sức ngân sách tại địa phương mình thì làm trước đi rồi trình lên tỉnh. Chứ bây giờ lại tình hình sạt lở khẩn cấp như thế mà đợi làm tờ trình đến họp xử lý xong nó sạt lở nữa là tới đâu. Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng và ngày càng phức tạp, mới đây lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết nếu đủ điều kiện tỉnh sẽ cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại vùng bị ảnh hưởng. Từ nay cho đến cuối năm thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào cao điểm mùa mưa lũ và cũng là mùa cao điểm sạt lở. Năm nay dưới tác động của hiện tượng khí quyển đại dương chuyển từ pha El Nino sang La Nina, thế nên là thời tiết sẽ là mưa nhiều. Tổng lượng mưa được dự báo là từ tháng 8 cho đến tháng 11 sẽ phổ biến cao hơn là từ 5 cho đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về diễn biến lũ thì năm nay dự báo là đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long cũng sẽ cao hơn hẳn so với năm trước. Theo đó thì lũ sẽ lên cao nhất đó là vào tháng 10. Ở trạm Tân Châu trên sông Tiền thì nước lũ sẽ quanh mức báo động 1, cao hơn 41cm so với năm ngoái. Còn ở trạm Châu Đốc trên sông Hậu thì mức lũ sẽ là trên báo động 1, cao hơn 27cm so với năm ngoái. Trời mưa nhiều, đất đá càng bở rời, kết dính kém, cộng với lũ về, dòng chảy trên các sông tăng cao, chảy mạnh thì khiến cho tình trạng sụt lún và sạt lở sẽ gia tăng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng cuối năm. Trong đó những nơi có nguy cơ cao xảy ra cái hiện tượng này thì đó là An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang. Đây sẽ là những nơi mà có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Những dự báo cũng tương đối cụ thể và cũng cho thấy tình hình có thể là còn diễn biến có những phần là phức tạp hơn. Thế thì hiện nay thì các giải pháp mà người dân cũng như chính quyền địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã ứng phó là theo hướng thế nào anh? Dạ vâng, trước hết là đối với những người dân mà ở cái khu vực mà có những cái cảnh báo về sụt lún và sạt lở như thế này thì có lẽ là chúng ta cũng phải chủ động nắm bắt được những cái dấu hiệu xảy ra cái tình trạng sạt lở như thế nào để có thể là kịp thời di dời. Chúng ta cũng cần phải tuân thủ những hướng dẫn của chính quyền địa phương. Và ngay sau đây sẽ là khuyến cáo chi tiết đến từ các chuyên gia của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Phải nói rằng đồng bằng sông Cửu Long thì những năm gần đây là liên tục xảy ra những tình trạng sạt lở rồi sụt lún. Về phía cộng đồng cần phải thực hiện 3 không và một hạn chế. Thứ nhất là không xây dựng nâng cấp nhà cửa ở sát bờ sông và trên lòng sông kênh rạch. Thứ hai là không khai thác cát trái phép ở lòng sông kênh rạch. Thứ ba là không chặt phá rừng ngập mặn ven biển. Về hạn chế, cần phải hạn chế phương tiện giao thông thủy với cái tốc độ cao thì nó sẽ tạo ra cái sóng lớn tác động vào hai bên bờ sẽ gây sạt lở. Người dân cần phải theo dõi chặt chẽ các cái biểu hiện gây ra sạt lở như là cái hiện tượng lún nứt đất, rồi lún nứt các cái tuyến đường giao thông ven sông, rồi cũng như là các vết nứt nhà cửa rồi công trình phụ. Nếu mà xuất hiện những cái trường hợp này phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương. Thứ hai nữa là phải tập trung sơ tán dân rồi di dời các cái tài sản đến cái nơi an toàn. Và cũng hy vọng là với những giải pháp này thì bà con ở đồng bằng sông Cửu Long có thể là phần nào lường trước được, có những giải pháp để ứng phó và ổn định được cuộc sống trong cái tình hình mà sạt lở còn diễn biến phức tạp như vậy.